Bây giờ mình làm bánh su kem trước. Ok. À, chị nghe rõ không? Bánh su kem ha. Bây giờ em làm cái em lấy cái lòng đỏ, em không có lấy lòng trắng. Trứng á, mình ở bên đó thì chắc trứng nó to rồi, chị nhắm cái quả trứng nó khoảng 60-65 gram á. Nó đều đi ha. Rồi mình đánh cho nó hơi bông vàng nhẹ, mình đánh ngang, mình đánh dịch dắt nè. Chị đừng có xoay vậy, xoay vậy nó chứ vừa mỏi tay mà nó cái độ mà bông nó không đạt. Chị đánh dịch dắt đi nè. Dạ. Giống như ở nhà mà mình đánh trứng mình chiên á chị. Mình đánh bằng đũa nó bông rất nhanh nè, chị thấy bắt đầu trứng nó chuyển qua màu vàng nhạt nè, nó hơi bông nhẹ nè. Rồi. Rồi đổ nó đi. Đổ nữa đi. Rồi mình đổ từ từ vô, mình khuấy cho nên với cái trứng này ha, bị cháy mình khuấy liên tục rồi nè. Mình nấu mình thấy nó bốc hơi. Nè nó sệt vậy nè, chị thấy không? Nãy giờ cái bạn cái bên bạn cũng khuấy à. Nè chị nhìn nè. Chị nhìn kỹ ha, đây là cái là nhân đã đạt rồi nha. Mình chảy cái liền. Cái này xong rồi chị lấy một cái bọc thực phẩm á. Thường mình hay bọc vậy đúng không? Còn với cái này mình không có bọc vậy nha. Mình bọc sát cái mặt cho em. Tại vì biết sao, khi mà nó nóng lên á, nó sẽ bay hơi, nó sẽ động cái nước ở đây. Chị phải bọc sát như vậy nó mới không có bị động nước. Nở lên, nhấc lên. Cũng bóp nè, giữ cái đầu. Bóp xuống. Giữ nè. Chị muốn nó nhấc lên, chị ấn nhẹ cái. Nhấc lên. Các bạn là bỏ 190 độ. Bây giờ là mình bắt ra một cái mâm này, mình bỏ vô mình nướng. Như thế nào? Ở dưới. Dạ đúng rồi, đồ xê chị, chứ mà đồ bắt cỡ rồi. Chị quay cho chị qua bánh rồi. Lấy ra đi chị Giang. Bớt cái hồi ra, nướng cái nhiệt xu dài á, nó sẽ ngắn hơn cái xu tròn. Và ở đây mình